Xin chào quý vị và các bạn. Do nằm trọn trong khối không khí lạnh lục địa ổn định và khô, nên thời tiết tại Bắc Bộ hôm nay sẽ khô ráo và hầu như không có mưa. Trưa chiều nay trời còn hứng nắng nhẹ, với nhiệt độ tăng lên từ 23 cho đến 26 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi sẽ cao hơn từ 1 đến 2 độ. Về đêm trời rét nhẹ tại vùng Trung Du Đồng Bằng, với nhiệt độ hạ về khoảng từ 18 cho đến 21 độ và khá rét tại các tỉnh vùng núi cao, khi mà nhiều nơi hạ xuống dưới ngưỡng 17 độ. Thời tiết hanh khô. Dự báo kiểu thời tiết này còn duy trì và kéo dài trong khoảng 3 đến 4 ngày tới, nhưng với mức nhiệt độ sẽ tăng dần tại các tỉnh thành miền Bắc. Đời gió đông bắc tiếp tục duy trì, kết hợp thêm với hoạt động của đời gió đông trên cao sẽ tiếp tục gây mưa nhiều cho ven biển các tỉnh miền Trung. Suốt ra các tỉnh từ Nghệ An cho đến Khánh Hòa sẽ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. với trung tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh từ Hà Tĩnh kéo dài cho đến Phú Yên. Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời lạnh. Trung Trung Bộ từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi thì cũng chỉ có nhiệt độ cao nhất ngày từ 26 cho đến 28 độ, cùng độ ẩm không khí khá cao, trung bình ngày luôn trên ngưỡng 90%. Các tỉnh Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng dần, đến hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ trưa chiều nay là sắp xỉ từ 29 cho đến 30 độ. Dãnh mây rông phía Nam còn duy trì, kiểu thời tiết đem lại cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là mưa rông rải rác trong khoảng chiều tối và đêm nay. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều. Lưu ý trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh ven biển sẽ có mưa lớn kèm theo gió mạnh, cho nên người dân sinh sống trên khu vực cũng cần hết sức lưu ý. ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời tạnh giáo nên khá thuận lợi cho các hoạt động giao thông của người dân. Vào buổi sáng trời lạnh, sau đó thì nền nhiệt độ nhích dần, trời hừng nắng và nhiệt độ cao nhất ngày dừng lại trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Do bản chất của khối không khí lạnh và khô nên độ ẩm không khí tại thành phố hạ xuống thấp, chỉ dao động từ 57 cho đến 80%. Về đêm thành phố không mưa nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, trời rét nhẹ, Dự báo cho đến những ngày cuối tuần nên nhiệt độ tại thành phố tiếp tục có xu hướng tăng dần. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, cùng chung xu thế với các tỉnh Bắc Bộ, vùng trung tâm thành phố sẽ có nền nhiệt độ sáng sớm trong khoảng từ 20 cho đến 21 độ. Trong khi đó, vùng ven đô, các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo nền nhiệt độ thấp nhất dao động xung quanh ngưỡng 20 độ, trời rét nhẹ. Mưa hầu như ít có khả năng xảy ra, cho nên thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố. Đối với các huyện đảo Cát Bà, Cát Hải, Bạch Long Vĩ và Hòn Dấu, gió Đông Bắc tiếp tục còn hoạt động mạnh trong thời điểm sáng nay, gây biển động nên các thuyền thúng mùng của bà con nên hạn chế ra khơi trong khoảng thời gian này. Đời gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình sẽ là nguyên nhân đem đến những cơn mưa rào có lượng khá cho khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có cả thành phố Vinh. Hôm nay tại Vinh trời nhiều mây, có mưa rào xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày và thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân. Do trời nhiều mây và có mưa nên cảm giác lạnh sẽ kéo dài trong ngày. Đêm nay thành phố tiếp tục nhiều mây có mưa, nhiệt độ giảm xuống mức 21 cho đến 22 độ cùng với độ ẩm trong không khí dồi dào trên ngưỡng 93%. Nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành Trung Trung Bộ, Ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và gây trở ngại cho các hoạt động hàng không và du lịch tại đây. Biển độ nhiệt ngày đêm tại thành phố chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 28 độ, cùng độ ẩm không khí dồi dào, trung bình ngày trên ngưỡng 90%. Đêm với thành phố Buôn Ma Thuột, dự báo từ sáng đến trưa, trời phổ biến ít mưa, gió thổi nhẹ, với nhiệt độ tăng dần từ 22 cho đến 23 độ, lên ngưỡng 27 đến 28 độ, nên thuận lợi cho giao thông và các hoạt động thường nhật của người dân. Khoảng chiều tối khả năng sẽ có mưa rông cục bộ nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Về đêm thành phố không mưa, nhiệt độ giảm xuống, tiết trời xe xe lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hôm nay thời tiết tại thành phố cũng sẽ thuận lợi cho các hoạt động giao thông trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa khi trời phổ biến là ít mưa và có nắng nhẹ. Thời tiết ôn hòa với nhiệt độ lý tưởng dao động từ 26 cho đến 31 độ. Từ khoảng đầu giờ chiều, mây rông sẽ kéo đến và khả năng cho mưa rào trên khu vực. Thời gian mưa kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng. Đến khoảng tối muộn đến đêm trời sẽ giảm mưa và tạnh giáo nên nhiệt độ giảm xuống mất mẻ, dao động quanh mức 24 đến 26 độ cùng với độ ẩm không khí trung bình lúc này là khoảng 90%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.